đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đã tiến lên từ khắp muôn nhà, và đón ta đi lên, đi lên vì ngày mai. Bàn chân từng quen chiến trường, đời đã nếm trải những gió sương. Thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước, hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin không còn nhà. Rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà, và đón ta đi lên, đi lên vì ngày mai. Dừng hay xuống biển, dù vượt xuôi qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới sẽ cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những ngọn đồi xanh ta rộng mở. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ, đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà. Chân từng quen chiến trường, đời đã nếm trải nhiều gió sương. Thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước, hát cùng non nước những bài ca, sáng lên niềm tin cho mọi nhà. Rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà, vui tay trong tay cờ đoàn phơi phới tung bay,
mãi theo đàn đi tiên phong, vui tay trong tay cờ đoàn phơi phới tung bay, đường dài lớp không có bao dân đường, mang bao trí thức quyết vì non sông hùng cường, ngọn cờ vinh quang ly cường mãi sáng ngời. Đi ta đi lên tuổi trẻ dâng hiến non sông, làm chủ tương lai vững bước thời đại, băng qua gian khó kết đoàn vượt lên muôn lòng. Việt Nam mãi thơ đang đi tiên phong, vui tay trong tay cờ đoàn phơi phới tung bay, đường dài lớp công có bao dân đường, mang bao trí thức quyết vì non sông hùng cường, ngọn cờ vinh quang lý tưởng mãi sáng ngời. Diễn đàn tuổi trẻ An Giang sắc son niềm tin với Đảng trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục chương trình văn nghệ chào mừng. Mở đầu sẽ là tiết mục tấp ca nam nữ, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng, bài hát Quê hương tình yêu và tuổi trẻ. Liên tục chương trình sẽ là tiết mục hoạt cảnh Cô gái mở đường Cúc ơi do nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng thể hiện. Và khép lại chương trình văn nghệ chào mừng sẽ là tiết mục bài ca nhớ Bác sáng tác Xuân Quang, trình bày Hữu Phong. Và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng dành một tràng pháo tay chào đón chương trình văn nghệ chào mừng. Thank you.
Nhưng không, mẹ đừng lo, ở đây vui lắm mẹ à. Ban đêm chúng thắp đèn để chúng con làm đường, ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con, mẹ à. Gái hồng nhan bạc phần em bỏ đôi má đau thơ thần, giữ buồn xuân hỡi buồn nhà năm gian thông thấy con cung mẹ dăm ba sao ruộng rẻ nó có kẻ cây mưa đã đau đớn mẹ chưa đau ruột tâm chiều thương phần mình giang dở
tiểu đội xếp hàng ngang không thường em về cũng ơi chính bạn đã quay quân chỉ còn thiếu mình em thôi em nằm nơi mơ mịt mùng khói lửa đồng lộc sáng sớm cánh chim sâu thì lạnh lắm mà áo em lại mộng da em xanh và mái tóc còn say về với xếp một hàng ngang Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp chính bạn đã quay quần đủ hết chỉ thiếu mình em chính bỏ lòng người đáng được bọn anh đã bới tìm về quốc chỉ sợ em đau nên ngắt quốc chúng gọi em gào em khan cả cổ sâu thì lạnh lắm mà áo em lại mộng da em xanh và mái tóc còn say về với anh Cúc ơi về đi thôi ơi Cúc ơi về tan dòng sóng trong ngàn phố về ân trời quýt đỏ sơn băng cơm chiều chưa ăn tôi còn thêu giờ đồng đội đang chờ em đùa gắn mà cơm bún đồng đội khóc tên em cạn khô mơ sống
dòng ghi dấu ân bát suốt đời hy sinh đưa dân tộc Việt Nam qua bao gian khổ đắng cay gửi đi tìm xa chân lý xa người hằng ba xin được cảm ơn các tiết mục văn nghệ đến từ các bạn đoàn viên thanh niên và học sinh của huyện Chợ Mới. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đi vào nội dung chương trình ngay sau đây, xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đứng lên chỉnh đốn trang phục làm lễ chào cờ. Xin phép được điều khiển chung. Tất cả chú ý,
hướng về quốc kỳ, đảng kỳ. Nghiêm! Lễ chào cờ đã xong, xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng an toàn. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: một năm khởi đầu từ mùa xuân. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Bác quan niệm thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Dưới ngọn cờ của Đảng Quang Vinh, thanh niên Việt Nam đã kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của dân tộc, nỗ lực hết mình vượt qua khó khăn thử thách, xung kích tình nguyện trong mọi phong trào, cống hiến sức lực, trí lực, tài lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là hưởng ứng tích cực cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, đồng thời tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành với thanh niên trong tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội ở địa phương đơn vị và giải đáp những thắc mắc của đoàn viên thanh niên liên quan đến các vấn đề được đông đảo đoàn viên thanh niên quan tâm hiện nay. Trong không khí cả nước đang tưng bừng hướng đến các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020, ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang long trọng tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ An Giang sắc son niềm tin với Đảng năm 2020, góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2020 và đó cũng chính là lý do của chương trình ngày hôm nay. Đến tham dự chương trình, ban tổ chức rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của quý vị đại biểu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Phong, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới, nguyên bí thư tỉnh đoàn An Giang. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thái Thúy Xuân, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy An Giang. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lâm Thành Sĩ, ủy viên ban chấp hành trung ương đoàn, bí thư tỉnh đoàn An Giang. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Như Anh, phó bí thư huyện ủy Chợ Mới. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hồng Viễn, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Võ Thiên Văn, huyện ủy viên, phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Chợ Mới. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Huỳnh Văn Khuẩn, huyện ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Chợ Mới. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Châu Văn Nớt, phó trưởng ban dân vận huyện ủy Chợ Mới. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Đức Thụy, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới.
Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền A, huyện Chợ Mới. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày hôm nay ban tổ chức còn rất vinh dự nhận được sự hiện diện của cô Tôn Thị Hương, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. Và ban tổ chức cũng rất vinh dự được đón tiếp sự hiện diện của cô Ngô Thị Lan, nguyên bí thư huyện đoàn Chợ Mới, bí thư đầu tiên từ năm 1974. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình còn có sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện Chợ Mới, các xã thị trấn thuộc huyện Chợ Mới, các đồng chí phóng viên báo đài và các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương cũng dành thời gian đến dự và đưa tin, và đặc biệt là sự có mặt của toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và 13 đảng viên tiêu biểu của huyện Chợ Mới được tuyên dương trong chương trình ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, tuổi trẻ quê hương An Giang luôn thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện trong việc tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương đơn vị, đóng góp rất lớn vào quá trình xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đặc biệt trong năm 2020, với chủ đề Tuổi trẻ An Giang sắc son niềm tin với Đảng, tuổi trẻ tỉnh nhà càng thể hiện ý chí, lòng nhiệt huyết mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thi đua lập thành tích vẻ vang, góp phần làm cho quê hương An Giang ngày càng văn minh, giàu mạnh. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời đồng chí Lâm Thành Sĩ, Bí thư tỉnh đoàn An Giang lên phát biểu chào mừng. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Phong, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban dân vận, phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Thái Thí Sương, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Kính thưa đồng chí Nguyễn Như Anh, phó bí thư huyện ủy Chợ Mới. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Viễn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Kính thưa các cô nguyên lãnh đạo huyện Chợ Mới. Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến. Trong niềm vui phấn khởi của tuổi trẻ tỉnh nhà đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý năm 2020. Thay mặt ban thường vụ tỉnh đoàn, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, nhìn lại lịch sử 90 năm từ ngày có Đảng và những thành tựu của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế hệ trẻ chúng ta càng thấy tự hào về những cống hiến vinh quang vĩ đại của Đảng cho dân tộc, cho đất nước. Từ khi thành lập, Đảng đã dẫn dắt cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta, khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân và của nhân dân vào Đảng, khẳng định một bài học, một chân lý rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thật sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân của những của đất nước và dân tộc với tràn đầy hạnh phúc, niềm tin và hy vọng. Như một lẽ tự nhiên, hàng năm cứ vào độ Tết đến, xuân về là cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tưng bừng chào đón năm mới. Chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng, quang vinh một ngày lịch sử đi vào khối óc và trái tim của hàng triệu con người đất Việt. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, chi bộ Đảng các tỉnh trong nước lần lượt ra đời. Ở An Giang, đầu tháng 4 năm 1930, các chi bộ Kiến An, Bình Thành, An Phong, Chợ Mới, Tân Huề, Long Thuận, Long Sơn, Tân Châu, Hồng Ngự, Long Xuyên, Lấp Vò, dân dân lần lượt ra đời, đánh dấu sự phát triển tất yếu của phong trào cách mạng của nhân dân Long Xuyên, Châu Đốc lúc bấy giờ. Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, Diễn đàn Tuổi trẻ An Giang sắc son niềm tin với Đảng năm 2020 được tổ chức tại khu di tích lịch sử cách mạng Cột Dây Thép, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, nơi ghi nhận những chiến công lịch sử hiển hách của quân và dân An Giang nói chung, huyện Chợ Mới nói riêng. Diễn đàn lần này cũng là dịp để tuổi trẻ An Giang có dịp gặp gỡ, trao đổi
với những nhân chứng lịch sử, những người từng tham gia những trận chiến hào hùng năm xưa, được nghe những chia sẻ về những kỷ niệm đẹp, những công trình, phần việc thanh niên nổi bật, cũng như vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Tự hào về chặng đường của Đảng trong 90 năm qua, tuổi trẻ An Giang càng tự hào về những trang oanh liệt của lớp lớp thế hệ thanh niên không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù, luôn sẵn sàng xông pha chiến đấu, đã hy sinh xương máu, tuổi thanh xuân để đổi lấy hòa bình, độc lập của thế hệ trẻ chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, năm 2020 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh nhà, nhất là đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tuổi trẻ tỉnh nhà đã và đang tổ chức thi đua, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, nhằm giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua, đồng thời khẳng định niềm tin sắc son của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ An Giang nói riêng đối với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, việc mới, việc khó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Sứ mệnh của đoàn là làm tốt công việc giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin và biến lý tưởng cách mạng của đoàn viên thanh niên thành hành động cụ thể. Chính vì vậy, đoàn xác định chủ đề cho năm 2020 là tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Với nhiều đợt hoạt động lớn của đoàn gắn với 6 sự kiện lớn của đất nước, dân tộc, của đoàn, hội đội, đó là kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm cách mạng tháng 8 và thành công, và Quốc khánh 2 tháng 9, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, năm 2020 cũng là thời cơ thuận lợi nhất để mỗi đoàn viên thanh niên thể hiện tình yêu và niềm tin vào Đảng. Trong không khí mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng, với đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý năm 2020, đạt nhiều kết quả thiết thực, tôi đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau. Thứ nhất, đổi mới phương thức giáo dục, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, gắn hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh An Giang. Thứ hai, tập trung cụ thể hóa đợt thi đua thành các phong trào, hoạt động thiết thực, sự hài hòa giữa ý chí chỉ đạo của tổ chức đoàn và năng lực và nguyện vọng cống hiến của tuổi trẻ. Đợt thi đua cao điểm phải tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, chú trọng phát triển tốt. Chủ điểm tháng 1 và tháng 2 năm 2020, tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, có nội dung phong phú, sâu sắc, cách làm linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, đảm bảo tính linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn. Thứ ba, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phát huy trí tuệ, sức trẻ, tính năng động, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đảm nhận, thực hiện thành công các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị, phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với công tác an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, bên cạnh việc tri ân các anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, vân vân, cần đặc biệt quan tâm, thăm hỏi, động viên thường xuyên các mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi thuộc nhóm yếu thế có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thứ tư, các cấp bộ đoàn cần chủ động giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tiến hành rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, tham mưu tốt công tác chuẩn bị nguồn cán bộ đoàn chủ chốt, cán bộ trẻ đủ phẩm chất để giới thiệu cho cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tích cực tham gia công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp và đại hội lần thứ 13 của Đảng. Kính thưa quý vị đại biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, sức trẻ có thể đào núi và lấp biển. Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống, hào hùng của bao lớp thanh niên, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, tuổi trẻ An Giang nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước,
hiến dâng sức trẻ của mình góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại diễn đàn này, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng, thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, mừng đảng ta tròn 90 mùa xuân thắng lợi, tiếp tục lãnh đạo cách mạng, nước ta đưa con đường mới đi lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước thềm xuân mới, xuân Canh Tý 2020, thay mặt tuổi trẻ An Giang, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Trân trọng kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lâm Thành Sĩ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một mốc son đặc biệt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua bao thác gờn, giông bão, tiến thẳng đến bến bờ vinh quang. Đó là đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Để nhìn lại thành quả vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 90 năm hình thành và phát triển, ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn video clip phản ánh về 90 năm thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc, độc lập tự do của toàn thể nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 15 năm sau, nhân dân Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chính thức được ra đời. Con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn từ năm 1930 đã trở thành một nền tảng vững chắc cho dân tộc Việt Nam, vững bước trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 90 năm qua, Đảng vẫn đồng hành cùng dân tộc đi qua mọi chặng đường gian khổ để bảo vệ và xây dựng vững chắc Tổ quốc. Hãy cùng nhìn lại những mốc son chói lọi của Đảng trong suốt 90 năm qua. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Năm 1945, đứng trước vận mệnh của dân tộc và thời cơ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền. Thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 đã đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, đồng thời khẳng định năng lực lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 29 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ trong 9 năm. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã khiến thực dân Pháp rút quân về nước, lập lại hòa bình ở miền Bắc, khẳng định vị thế của chính quyền nhân dân. Chiến thắng này cũng là một minh chứng tiêu biểu nhất cho sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng. Sau khi lập lại hòa bình ở miền Bắc, Đảng lãnh đạo nhân dân khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Sau năm 1954, đế quốc Mỹ chính thức xâm lược miền Nam Việt Nam. Cùng một lúc, Đảng lãnh đạo nhân dân miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Đồng thời, lãnh đạo nhân dân miền Nam thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Sau 21 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, hai miền Nam Bắc thống nhất, non sông thu về một dải, chính thức xác lập nền hòa bình bền vững trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Sự kiện này ghi thêm một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1986, sự nghiệp đổi mới toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của toàn thể nhân dân. Đến nay, qua 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta cơ bản đã thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, kinh tế tăng trưởng, văn hóa, xã hội, công nghệ phát triển, quan hệ quốc tế mở rộng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tất cả tạo nền tảng vững chắc để cả đất nước bước vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Thưa quý vị, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi đoạn video clip về
những thành tựu mà Đảng ta đã đạt được trong 90 năm hình thành và phát triển, và để nhằm ôn lại lịch sử và truyền thống của Đảng, qua đó tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất đối với cấp ủy Đảng các cấp về những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đồng thời chia sẻ về quá trình rèn luyện công tác, thể hiện vai trò trách nhiệm của đoàn viên trong tham gia xây dựng Đảng. Liên tục chương trình buổi tối ngày hôm nay sẽ là phần giao lưu với các diễn giả, và xin được trân trọng kính mời lên phía trên đồng chí Nguyễn Thanh Phong, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, nguyên bí thư tỉnh An Giang. Xin được trân trọng lên phía trên cô Tôn Thị Hương, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. Xin được trân trọng kính mời lên phía trên cô Ngô Thị Lan, nguyên bí thư huyện đoàn Chợ Mới. Và xin được mời đảng viên trẻ tiêu biểu Trương Hữu Phong. Xin mời các vị diễn giả chúng ta cùng tiến lên phía trên để cùng nhau giao lưu với các bạn trẻ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu nội dung giao lưu với các diễn giả trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trước tiên thay mặt ban tổ chức thì Tuấn Anh sẽ được trân trọng cảm ơn các vị diễn giả đã có mặt chia sẻ những kinh nghiệm cùng với các bạn trẻ của tỉnh An Giang nói chung và các bạn trẻ của huyện Chợ Mới nói riêng trong buổi tối ngày hôm nay, một chương trình đầy ý nghĩa với chủ đề Tuổi trẻ An Giang sắc son niềm tin với Đảng năm 2020. Đầu tiên xin được phép giao lưu và đặt câu hỏi cùng với đồng chí Nguyễn Thanh Phong ạ. Kính thưa đồng chí, huyện Chợ Mới là cái nôi của cách mạng, nơi thành lập chi bộ đầu tiên của tỉnh An Giang. Như vậy thì là một cựu cán bộ đoàn, nguyên là bí thư tỉnh đoàn, nguyên bí thư huyện ủy Chợ Mới, thì trong thời gian vừa qua, đồng chí đã thực hiện việc chăm lo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ An Giang nói chung và thế hệ trẻ của Chợ Mới nói riêng như thế nào ạ? Xin đồng chí hãy chia sẻ ạ. Quý vị đại biểu, kính thưa cô Chính, thưa chị Ba và thưa tất cả các bạn đoàn viên thanh niên có mặt trong cái buổi diễn đàn rất có ý nghĩa hôm nay. Bản thân tôi nãy giờ ngồi ở dưới là hết sức là xúc động và rất hoan nghênh đánh giá cao cái đề xuất, cái hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang đã tổ chức cái diễn đàn nhân dịp chúng ta chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng. Sự kiện này nó càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta tổ chức diễn đàn này ngay địa điểm cột dây thép Long Điền, nơi khai sinh chi bộ đầu tiên của Đảng bộ An Giang. Và đây cũng là di tích lịch sử, cũng là địa chỉ đỏ của tỉnh An Giang. Hay lắm, quý lắm. Và tôi cũng rất xúc động về tham dự buổi hôm nay. Có mặt rất đông đủ các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn của huyện Chợ Mới cùng tham dự. Các bạn có đặt vấn đề, bản thân tôi cũng như Đảng, cũng như cả hệ thống quan tâm tuổi trẻ thế nào trong thời gian qua. Tôi nghĩ rằng bất cứ gia đình nào cũng có thiếu nhi, cũng có thanh niên. Muốn phát triển thì cũng phải chăm lo thế hệ này. Bất cứ tổ chức nào, bất cứ cơ quan nào
muốn phát triển thì cũng phải chuẩn bị lực lượng kế thừa. Lực lượng kế thừa đó không ai khác hơn là các bạn trẻ. Và ở dưới tầm cả một dân tộc thì muốn đất nước phát triển bền vững thì không ai khác hơn là phải chăm lo thế hệ trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi trẻ là một lực lượng năng động, sáng tạo, nhạy bén, thông minh, luôn luôn chấp nhận thử thách. Và như chúng ta xem các cái hoạt động cũng như các cái phim từ đầu tới giờ, chúng ta thấy rằng tuổi trẻ Việt Nam, trong đó có tuổi trẻ An Giang cũng như tuổi trẻ Chợ Mới, là lực lượng luôn luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió trong các phong trào hành động cách mạng. Và chính vì vậy mà các bạn tuổi trẻ Việt Nam đã cùng với đảng, đi theo đảng, làm nên những chiến công rất kỳ diệu, rất kỳ diệu. Để chúng ta có ba cái trụ cột rất vững mà hôm nay chúng ta tự hào, đó là Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại và Dân Tộc Anh Hùng. Một ý nghĩa nữa mà tôi muốn tâm đắc, hầu như là một lẽ tự nhiên, mỗi dịp Tết đến xuân về là dịp chúng ta tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân. Điều này nếu các bạn trẻ có điều kiện nghiên cứu thì mùa xuân năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 1930, lúc Bác quyết định để hợp nhất thành lập đảng đó, thì cũng vào dịp Tết Nguyên Đán. Vào dịp Tết Nguyên Đán. Tại sao Bác Hồ chúng ta chọn thời điểm đó? Bởi vì cái lúc đó mời các đại biểu trong nước mà đi đến Hương Cảng để họp đó là dịp Tết, cho nên sự vắng mặt của những đại biểu ít bị mật thám chú ý. Vì dịp Tết nhất truyền thống mà đi tới đi lui thăm hỏi là cái chuyện lẽ thường. Đây cũng là một vấn đề mà các bạn trẻ của chúng ta chú ý. Cái hôm nay chẳng những ôn lại truyền thống ngày thành lập của đảng mà còn là tuyên dương các đảng viên trẻ tiêu biểu. Mà chẳng những chúng ta tuyên dương những đảng viên trẻ tiêu biểu mà còn chúng ta thực hiện quan tâm đến những gia đình chính sách, những gia đình khó khăn. Tôi nghĩ đây là những hoạt động rất đáng trân trọng của tuổi trẻ An Giang, trong đó của tuổi trẻ Chợ Mới, trong dịp chúng ta kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đảng. Còn quan tâm đến thanh niên thì đã cả hệ thống chính trị đảng chúng ta quan tâm nhiều lắm, cho nên chúng ta nói đảng ta trẻ mãi không già là vậy. Mặc dù đảng chúng ta năm nay kỷ niệm 90 năm thành lập đảng rồi, nhưng mà trong đảng chúng ta lực lượng trẻ luôn luôn kế tục, luôn luôn kế thừa, cho nên đảng ta trẻ mãi không già. Tôi rất mừng, rất phấn khởi là tôi khẳng định cái câu mà đảng ta trẻ mãi không già, bởi vì tại huyện đoàn Chợ Mới này đã đào tạo cho đảng rất nhiều cán bộ, rất nhiều cán bộ. Chị ba Ngô Thị Lan là bí thư của huyện đoàn trước giải phóng, rồi sau giải phóng một thời gian khá dài. Và nhiều đồng chí cán bộ đoàn của Chợ Mới sau đó về tỉnh giữ những trọng trách khá quan trọng, khá quan trọng. Tôi nói thí dụ như là anh Phan Minh Tuấn bây giờ phó giám đốc sở động thương binh xã hội, anh Lỗ Văn Thơm hiện nay là phó giám đốc sở giao thông vận tải, anh Lê Tiến Thanh hiện nay là trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh, anh Nguyễn Văn Nhiên ở tỉnh đoàn bây giờ là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, hàng loạt những cán bộ đoàn ở các nơi trưởng thành hiện nay đang giữ những trọng trách hết sức quan trọng. Và tôi tin rằng sắp tới đây anh Lâm Thành Sĩ và một số đồng chí lãnh đạo của tỉnh đoàn cũng như chị Thi Liễu bí thư huyện đoàn của Chợ Mới đây sắp tới đây sẽ còn giữ những trọng trách quan trọng mà đảng sẽ tin tưởng giao cho, mà không phải các bạn các đồng chí này không, mà còn những cái lớp trẻ khác sẽ là lực lượng để kế thừa sự lãnh đạo của đảng. Và tôi tin chắc điều đó, và tôi rất mong và hy vọng điều đó.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức là chân thành cũng như là rất là giàu cảm xúc và tâm huyết của đồng chí Nguyễn Thanh Phong đã gửi gắm cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn đồng chí rất là nhiều. Tiếp theo thì xin được phép đặt câu hỏi giao lưu với cô Ngô Thị Lan. Thưa cô, được biết cô là bí thư đầu tiên của huyện đoàn Chợ Mới sau ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước vào 10 tháng 4 năm 1975. Thì trong diễn đàn ngày hôm nay thì xin cô hãy chia sẻ một số kỷ niệm đẹp về hoạt động đoàn sôi nổi cũng như những công trình thanh niên nổi bật của tuổi trẻ Chợ Mới sau giải phóng 1975 ạ. Xin mời cô. Kính thưa các đồng chí và các đoàn viên thanh niên tham dự buổi họp mặt hôm nay, thì tôi tên Ngô Thị Lan, sinh năm 1948, thì vào cái thời điểm là 30 tháng 4 năm 75 thì đất nước chúng ta được hoàn toàn giải phóng. Tôi được tổ chức là phân công làm công tác bí thư huyện đoàn. Trong lúc đó thì trong thời kỳ quân quản tiếp quản thì đồng chí Lê Thanh Đờn là chủ tịch quân quản của huyện Chợ Mới. Thì nói chung về cái vấn đề tổ chức thì huyện đoàn nói chung lúc đó vậy chưa có 26 đoàn viên thôi, cả huyện 26 đoàn viên, mà trong đó hết 19 đoàn viên là lực lượng quân sự rồi là du kích của địa phương các xã, cho nên nó là lực lượng rất là mỏng. Mà lại là lúc đó Chợ Mới thì thuộc về còn ở tỉnh đoàn Sa Đéc chứ chưa về An Giang. Thì ở tỉnh đoàn Sa Đéc có tăng cường thêm cho đồng chí Chính Nghĩa là cán bộ của khu đoàn, và ba đồng chí là đồng chí Bảy Thái, đồng chí Hoàng Mai là và đồng chí Thành về hỗ trợ tiếp cho cái huyện đoàn Chợ Mới. Và từ đó trở về sau thì lực lượng của thanh niên thì rất nhiều, nhưng mà nói chung cán bộ hoặc là ở trong tổ chức thì rất mỏng. Vì vậy cho nên là sau các đồng chí và chúng tôi tiếp tục mở một cái lớp là học cho cái hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Và từ đó bắt tay vào phân công vào việc giao các đồng chí, các anh em mới được phát triển hội viên để đi làm cái nhiệm vụ của mình. Ví dụ như là tiếp cùng với quân sự, rồi là đi là thu gom những súng đạn dược của địch đã bỏ chạy mà chúng ta đã tiếp quản. Thì lúc đó là dài về sau thì mới phân công như vậy, thì xem xét những đồng chí có cái lý lịch tốt và có uy tín được nhân dân là yêu mến thì để phát triển đoàn. Nói thật ra các đồng chí phát triển đoàn lúc đó rất là quan trọng, nhất là cái lý lịch và cái uy tín của bản thân và cái công tác nhanh nhẹn là chịu làm, thì từ đó mới bắt đầu tổ chức dần dần mới là phát triển được. Rồi sau đó tới có tổ chức, có bộ máy rồi thì các cái xã thì có cái chi đoàn, phân đoàn thôi chứ chưa có phải như xã đoàn ngày nay. Còn về cái đến năm 1978 dài lên đó, thì nói chung là cũng Chợ Mới mình cũng còn đến năm này. Tôi xin nói lại thêm là đến tháng 5 năm 1975 thì mình mới được hoàn toàn giải phóng, là vì 30 tháng 4 thì nói chung cả toàn quốc được giải phóng rồi, nhưng riêng Chợ Mới thì có cái đám của Lương Trọng Tường là lên phản động ở chùa Tây An gây cản trở cho chúng ta rất nhiều, và bộ đội và bên lực lượng quân sự vũ trang đó quyết tâm đánh kẻ thù để giành thắng lợi hoàn toàn. Cho nên đến ngày 5 tháng 5 của năm 1975 thì mới hoàn toàn giải phóng, trong đó huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang chúng ta. Và qua năm 76 thì được ở trên cho phép là huyện Chợ Mới trở về với tỉnh An Giang. Còn trước đó là trong thời kỳ kháng chiến đó, chiến đấu đó, thì để cho thuận lợi địa bàn, để thuận lợi cái địa bàn hoạt động đó, thì Chợ Mới là nhập về với cái tỉnh Kiên Phong.
rồi sau lại là giải phóng là cái Sa Đéc. Như vậy đó thì qua một cái quá trình dài như vậy thì lực lượng thanh niên cũng tham gia tiếp quản gom vũ khí, đạn dược, súng đạn của địch còn bỏ lại để mà chúng nó thua rồi nó đi, nó để lại những cái vật đó. Thì lực lượng đoàn viên, thanh niên rồi cùng kết hợp với nông dân, các cô chú hơi lớn tuổi chút mới gom những cái vũ khí đó đem tập trung về cho cái tạm để ở tại cái chùa Bà Lê. Mà chùa Bà Lê là sau này đến năm 1986 là được Bộ Văn hóa cũng công nhận khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Bởi vì cái chùa này thì nó cũng là nuôi bảo vệ cán bộ tới hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Đó thì nguyên nhân nó như vậy. Còn riêng về cái đến năm 78-79 trở lên nữa đó thì cái bọn Pol Pot đó, nó lại là gây lý sự. Nói chung là cái chiến trường biên giới Tây Nam, anh em mình phải bộ đội phải đến đó công tác chiến đấu để bảo vệ quê hương và biên giới Tây Nam. Cho nên là huyện đoàn chúng tôi cũng là vận động rất nhiều tuổi trẻ thanh niên đi là làm cái công tác để phục vụ cho cái chiến đấu ở biên giới Tây Nam, cũng như đi là thanh niên xung phong xung kích, rồi là bên cái đội là bảo vệ, rồi là chuyển tải thương tật cho của bộ đội mình và cái để làm như thế. Cho nên là rồi còn phải tham gia xây dựng cái quốc lộ 91 là chiến trường biên giới đó để bảo vệ cái quê hương của miền Nam mình. Đó thì qua cái huyện đoàn làm rất nhiều cái công trình như vậy và để là phục vụ cho quê hương đất nước của mình. Rồi sau đó tiếp tục những cái công trình lớn lao đó là huyện đoàn đứng ra là lãnh với nhiệm vụ vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên rồi đi làm cái lao động đào kinh, xẻ rãnh để mà dẫn nước vào đồng để phục vụ cho nông nghiệp, tưới tiêu để sản xuất cho cái phục vụ để phát triển kinh tế của mình mở ra. Và đến năm 1990 đó thì nói chung là cũng được là huyện ủy giao cho những cái nhiệm vụ là xin lỗi năm 87-88 rồi đó thì là nhiều làm rất nhiều công trình, cũng như mà tôi thấm thiết nhất và có đồng chí Thanh Phong lúc đó còn ở huyện đoàn với tôi là cái công trình đó dài 5 km, về ngang thì 3m5, về sâu 1m5. Như vậy từ xã Long Kiến đến An Thành Trung chiều dài là 5 km do lực lượng của thanh niên mình làm không. Như vậy thì đối với lực lượng mà đi làm đó thì từ ngày 10 tháng 2 âm lịch đến ngày 10 tháng 5 âm lịch dọn dẹn là gần tròn 4 tháng ở đó. Nhưng mà anh em rất thông cảm, thương với nhau, giúp đỡ với nhau tận tình và làm công trình đó ở bám sát luôn ở tại địa bàn công trình, che trại cất liều ở luôn. Ban ngày á thì đi làm, ban đêm trời trăng á thì tổ chức văn nghệ giao lưu xã này với xã khác ở trong huyện của chúng ta. Và còn mà bữa nào trời mưa đó thì có thể anh em đi bắt cóc bắt nhái này kia về nấu cháo để dùng. Còn về chế độ đó thì mỗi người lao động chỉ có là được hưởng 1 ký gạo và 1 đồng bạc thôi. Nếu như nói công trình đó theo so với bây giờ làm máy móc cơ giới thì hàng tỷ tỷ chứ không phải là ít, bị dài 5 cây số mà nó suốt 4 tháng trời như thế mà lực lượng thanh niên rất là, đoàn viên thanh niên rất là đông. Ngoài ra rồi còn vận động thanh niên sau đi là nghĩa vụ quân sự để bảo vệ tổ quốc của mình đó, để đảm bảo cái hệ thống quân sự được duy trì
cho đến hôm nay, và lúc nào huyện đoàn cũng có tham gia vào công tác tuyển quân hay hoặc là vận động các cái ngành, các cơ quan hoặc người dân ở các địa phương trong huyện thực hiện với các cái chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để thực hiện cho thật là tốt. Đối với cái quan điểm của đoàn là thực hiện những cái chỉ đạo, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tốt hơn. Và đến năm 1985 đó, thì tôi đã được là huyện ủy cho đi học cái lớp lý luận cao cấp Mác Lênin ở Thủ Đức. Thì lúc đó tôi là công tác đoàn đó là tròn suốt 10 năm. Và lực lượng đoàn lúc tôi ra đi đó thì dọn dẹn cỡ khoảng 1.000 đoàn viên, và hậu viên cỡ trên 2.500 đoàn viên. Nhưng so lại với ngày hôm nay đó thì các đồng chí, các em ở huyện đoàn đó đã phát triển trong cái huyện đoàn là trên 6.000 là đoàn viên và 11.000, trên 11.000 hậu viên toàn huyện đến thời điểm hôm nay. Thì so với lúc trước thì nó nhanh và phát triển cấp bội. Cái đó một điều mà tôi rất mừng là bởi vì các em của mình đã trưởng thành và nối tiếp cái con đường để phục vụ cách mạng cho thật tốt. Ngay bây giờ thì nói chung chúng tôi cũng lớn tuổi rồi và thấy được các em làm có nhiều cái việc hữu ích cho đất nước, cho xã hội, thì muốn được như thế để bảo đảm lâu dài thì chúng ta phải tuyên truyền, giáo dục, học tập theo cái truyền thống của Đảng, của đoàn và những cái lời dạy của Bác Hồ, của các vị lãnh đạo ở cấp trên, để chúng ta học hỏi và làm cho đất nước mình ngày càng sáng tỏ, tốt đẹp hơn. Và tôi cũng có thấy được như bây giờ so lại với trước lúc thời kỳ mới giải phóng thì đất nước ta còn quá nghèo, đèn điện không có, đường thì ổ gà, cầu thì cầu tre, cầu khỉ, đó là trường học cũng không có nhiều, có số thì phải đi học ở trường Tạ Thu Thâu ở Lấp Giò, hoặc qua Thoại Ngọc Hầu Long Xuyên, hoặc qua Cao Lãnh, hoặc lên Chợ Mới thôi có mấy trường. Bây giờ thì nhìn lại cái mái trường đó thì rất là nhiều, mở rộng rất là đẹp, xây dựng theo đạt chuẩn quốc gia rất là tốt, các em các cháu đủ điều kiện đi học, và mỗi trường á cách nhau không đầy 3 cây số thì các em đã có trường học rồi, nhà trẻ mẫu giáo cũng đầy đủ. Còn riêng hồi đó thì rất thiếu thốn tới cái đèn hay hoặc là nói chung phương tiện công tác thì cũng không đầy đủ, cái máy đánh chữ cọc cạch, nhưng mà rồi cũng phải làm và chấp hành theo trên chỉ đạo thì làm xuyên suốt và làm hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ không phải là làm không được hơi hoặc thiếu rồi mình bỏ ngang, không có như vậy. Quyết tâm cho bằng được. Và hiện nay và sắp tới tôi rất mong nhất là cán bộ đoàn ở huyện hơi hoặc là các huyện thị khác cũng vậy, mong mỏi là các đồng chí, các em cũng phải hết sức là tuyên truyền, giáo dục những cái chủ trương, đó là quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để cho là nhất là trong cái tuổi trẻ và mọi người dân phải tuân thủ đi theo và làm cho thật tốt để đẩy mạnh đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn. Mà đặc biệt tôi rất mong các em các cháu là sinh viên học sinh phải học, nỗ lực học để mà mình trở thành một người tài giỏi để phục vụ cho đất nước, cho xã hội sau này. Ví dụ là mình làm là kỹ sư, bác sĩ hoặc là những cái nhà kinh doanh lớn để mà đẩy mạnh cho đất nước mình ngày càng giàu đẹp hơn. Và chúng ta cũng phải tuyên truyền giáo dục, ngăn chặn ở tuổi trẻ những cái tệ nạn xã hội không tốt. Như bây giờ tôi thấy một số nơi đó và trên đài cũng đưa lên như là những cái trẻ mà nó cũng còn cái háo thắng không tốt, hút chích này kia, nói chung tệ nạn xã hội đó, mình phải làm sao cương quyết giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện, ngăn chặn những cái thói hư tật xấu mà xã hội ta không mong muốn những cái tình hình đó ở trên đất nước hay hoặc là địa phương chúng ta.
để làm sao mà tuổi trẻ ngày càng có tinh thần trách nhiệm, yêu nước, học hành giỏi để trở thành một người tài năng phục vụ cho đất nước và xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn, cũng như là Bác Hồ mong muốn khi đất nước chúng ta giải phóng thì phải xây dựng to đẹp hơn gấp 10 lần, 100 lần. Nhưng mà chúng ta nhìn lại đất nước ta bây giờ so lại thì xây dựng rất nhiều và trưởng thành cũng rất nhiều. Nhưng mà mình làm sao để đẩy mạnh phát triển là giàu đẹp hơn để so với năm châu bốn biển trên thế giới đó, để mà làm sao có những con người tài giỏi phục vụ cho đất nước sau này. Thì chắc tôi cũng nhớ lại một số vấn đề mà tôi đã hoạt động công tác trước đây, thì cũng xin trình bày với hôm nay. Thì rất mong các đồng chí, các là em hiểu và có thông cảm. Nếu có gì sơ xuất thì cũng là niềm tình để mà thông cảm với nhau. Và trước khi dứt lời, trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc tất cả các đồng chí, các vị đại biểu và các em là đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự buổi họp mặt hôm nay luôn được dồi dào sức khỏe, được là công việc, gia đình, công việc học tập, công việc công tác luôn thành đạt. Năm mới gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ hết sức là sâu sắc của cô Ngô Thị Lan cũng như là những gợi gắm, những nhắn nhủ của cô dành cho thế hệ trẻ ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình xin được phép câu hỏi giao lưu với cô Tôn Thị Hương. Thưa cô, được biết cô từng trực tiếp tham gia sự kiện lịch sử Cột Dây Thép. Như vậy thì tại diễn đàn ngày hôm nay thì xin cô hãy kể lại một vài cái ký ức hào hùng của những ngày lịch sử trước đây, để từ đó hung đúc thêm ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ ngày hôm nay, được không ạ? Xin mời cô chia sẻ. Kính thưa các đồng chí đại biểu của ban ngành tỉnh, huyện, xã và các bạn thanh niên, hôm nay tôi cũng rất vui mừng ở cái chỗ là hàng năm vào mùa xuân thì thanh niên cũng có tổ chức những cái buổi họp để mà nhằm đó để ôn lại những cái thành tích của mình trong năm qua và đồng thời phát huy cái thành tích sắp đến. Thì hôm nay nhân cái dịp này tôi cũng được tham dự, thì tôi cũng xin là phát biểu một vài ý trong cái quá trình mà cái thời gian trong cái giai đoạn mà cách mạng vào năm 1930 ở cái chợ mới nói chung, mà cái Long Điền nói riêng, mà cụ thể là cái Cột Dây Thép. Thật ra thì phải nói thì nó hơi dông dài một chút ở cái chỗ là treo cây cờ thì treo năm 1930, mà tôi thì sanh là năm 1932, cho nên lúc đó tôi chưa ra đời. Nhưng vì sao tôi là cái nhân chứng ở cái chỗ là vì truyền thống gia đình và toàn thể gia đình và các chú các bác mà tham gia cái cuộc khởi nghĩa năm 40 đó, rồi bị bắt sau cuộc cách mạng tháng 8 thành công, rồi các chú các bác đó về đến năm 1947 khi mình thành lập chính quyền, rồi đến năm 1947 đó thủ Pháp nó chiếm trở lại, thì cái đảng bộ chợ mới á mới chạy qua Đồng Tháp á, qua Bưng Biền. Thì lúc bấy giờ tôi đã được 15 tuổi. Như vậy đó thì tất cả những cái nhân chứng chú bác mà chỉ đạo đó thành lập cái chi bộ lãnh đạo hai cuộc biểu tình năm 30 và thành lập cái chi bộ đầu tiên ở Cột Dây Thép và chỉ đạo là treo cây cờ đều là trưởng cái đầu ngành của các cái ban ngành của tỉnh của mình là ở bên Đồng Tháp. Vì lúc đó là chạy rồi, cho nên lúc đó tôi đó thì công tác thiếu nhi, rồi cả gia đình đều vô ở cơ quan, thì các chú các bác đó đã làm cái công tác rồi về chiều cái về nhà đó mới xúm lại cái uống trà cái nói chuyện, mới kể lại những cái chuyện. Thì lúc đó đó tôi chỉ bưng trà nấu trà, nhưng mà nghe nhà là đồng thời đó các chú các bác cũng giáo dục. Lúc đó tôi cũng là thanh niên công tác thiếu nhi,
là giáo dục ở cái chỗ cái truyền thống cách mạng của gia đình từ và truyền thống cách mạng của cái dân tộc mà nói chung mà cái Chợ Mới nói riêng. Cho nên từ đó đó mà tôi cảm nhận được và tôi còn nhớ tới bây giờ. Thật ra đó hồi đó cậu Bảy Hinh là bác của đồng chí Thượng Danh bây giờ đó, ổng là bí thư cái quận ủy Chợ Mới mới chạy bán, ổng là chỉ đạo với bác Ba Hạnh treo cây cờ. Thì lúc bấy giờ đó treo cây cờ thì hai ông có cãi, nhưng mà cái đó thôi bây giờ không có phát biểu, mà chỉ nói là khi đó nó ở giữa sông đó thì trong cái thời gian mà treo đó thì cái số thanh niên của mình lúc đó là thành lập cái chi bộ rồi, thì cậu Phong nè, là bác 86 Phẩm nè, rồi là cái ai ông nào nữa quên rồi, ba ông. Cho nên mới là với cái khí thế là đã thành lập cái chi bộ thì phải treo cây cờ để là sôi động cái phong trào lên. Cái treo cây cờ là nó sáng ra đó, cây cờ ở giữa cái dòng sông đó. Như vậy đó thì tối đêm đó, đó bị bên cạnh đó có một cái số là cũng là thanh niên, hồi đó có là cái hội cách mạng thanh niên là đồng chí hội đó, cho nên mới rủ các cái ông mà nông dân hội nào đó đi tản chân để sợ sáng nó xuống nó bắt gỡ, cho nên mới đi tản hết, chỉ còn có đàn bà ở nhà không à. Thằng quận trưởng phải nói đó ha, cậu Bảy Hinh nào đó ông nói nha, nó chạy chiếc xe jeep xuống đó ha, nó chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống không ai gỡ chân ha, chạy lên chạy xuống mà cái mặt đó nha. Thằng tỉnh trưởng ở bển đó thì nó điện qua nó nghe là gỡ, nó gỡ, nó nói là tại sao mà để vậy mà không chịu gỡ, mà lúc đó là 10 giờ rồi. Cái như vậy là cuối cùng nó chạy bo bo ở trển xuống nó gỡ. Thì chỉ có lúc đó đó là nghe cha tôi nói lại là chỉ có còn lại có những người mà phụ nữ ẩm con thường nồi ở ngoài đường giúp đâm vô ba thôi, chứ không có ẩm thanh niên nào hết trơn á. Thì sau khi nó gỡ cái cờ rồi, nói chung thì đối với tụi giặc á, thằng quận trưởng á là nó bị tỉnh trưởng là quở lắm, cho nên không cái khí thế của tụi nó đó, cái đám tề đó nó ở cái chợ thủ cái Long Điền nó cũng sợ nữa, nó cũng quản nữa. Rồi vậy thì đối với mình là cái chi bộ mới từ đó đó mới phát động, mới đi sâu vô, mới tuyên truyền, mới giáo dục, mới xây dựng, mới phát triển tổ chức. Thì như ý đồng chí bí thư hồi nãy đọc đó là lần lượt đó, thì cái chi bộ Kiến An ra đời, chi bộ Mỹ Hậu Đông ra đời, chi bộ cái Long Kiến ra đời, chi bộ cái Nhân Mỹ ra đời. Như vậy đó thì hoàn toàn tất cả những cái khí thế đó là làm cho nhân dân Chợ Mới đó, cái lúc đó đó có những người đó đâu có biết cái gì mà đấu tranh đó, là đấu tranh dân sinh dân chủ, đấu tranh chống thế thăng, chống sâu cao thế nặng, chống mà bắt lính đi cho nó, hồi đó nó bắt cái thanh niên mình đó, nó đưa đi ngoài bên Pháp á, nó bắt đưa đi bên Pháp nữa, mình chống cái đó đưa yêu sách. Như vậy thì rần rộ thành cho làm cho nhân dân, mà phải nói là cái phong trào yêu nước ha, của nhân dân cái An Giang nói chung và cái Chợ Mới nói riêng rất cao. Lúc đó cái hội thanh niên đó mà toàn là thanh niên không, đến cái năm 45 á, khi mà cuộc cách mạng tháng 8 thành công về đó, đánh cái mà cụ Lao Giang cũng thanh niên không. Mà tôi nói với các đồng chí như thế này nè, bác Hồ ông nói đó, và đảng ta cũng nói đó, thanh niên là rường cột của nước nhà, sự tồn vong ha, phát triển mà của đất nước như thế nào là do thanh niên quyết định. Mà tôi nói trong 9 năm kháng chiến đó, toàn bộ đội vệ quốc đoàn toàn thanh niên không, đâu có ông già nào đâu. Cho nên cái sự mà cái vai trò của thanh niên nó rất là quan trọng, nó rất quan trọng đối với đất nước. Phải nói là mà bây giờ đó cái tổ cái xây dựng đó đất nước thì nó đã khó rồi, mà cái giữ nước nó lại càng khó hơn nữa.
Cho nên mà cái giữ nước được hay không là do cái đội ngũ thanh niên. Tôi nói phải nói như thế. Thì cho nên nay đó tôi thì cũng có một cái số đó cũng tâm đắc đối với thanh niên là như thế này. Tình hình hiện nay phải nói là đất nước ta phát triển rất tốt. Cái xu thế đi lên đó rất tốt. Thì cái sự lãnh đạo của đảng ta phải nói là tài tình. Bởi vì đó các đồng chí thấy đó là một cái cuộc kháng chiến không cân xứng giữa ta chứ thằng Mỹ chứ thằng Pháp. Mà ta đánh thắng được thằng Mỹ với thằng Pháp đó thì trên thế giới này ai cũng phục chân. Cho nên ngay bây giờ đó cái chuyện mà giữ nước, giữ cái đất nước này và phát triển đi lên mà chứ thế nào là cái sự quyết định đó do thanh niên. Cho nên tôi thấy rằng bây giờ đó tình hình hiện nay đó cái tập đoàn mà phản động á nó đang đó nhắm vào cái lực lượng thanh niên để nó tính nhá. Thí dụ như xì ke ma tí cờ bạc rồi nó tính, mà nó hiện nay nó cũng đang có cái âm mưu là nó tính ngay trong học đường nữa. Cho nên bây giờ đó đứa cái đội ngũ thanh niên như ý đồng chí bí thư tỉnh ủy nãy nói ra tôi rất hài lòng. Bây giờ đó các đồng chí ngồi đây đó sau này nó sẽ là trở thành một cán bộ lãnh đạo của cái đội ngũ thanh niên cái này thì phải cải tiến cái công tác tuyên truyền, phải đổi mới. Và Bác Hồ dạy chúng ta đó, một người cán bộ đó phải sát dân, phải đi sâu sát với dân, phải biết thương yêu dân, phải biết chia sẻ với dân những cái khó khăn thì chừng đó do mình nói đó dân mới nghe. Mà đối với đội ngũ thanh niên cũng thế. Cho nên tôi nói rằng đối với các đồng chí đó, ngay bây giờ đó phải ráng cố gắng học tập, phải không, trao dồi đạo đức. Mà Bác Hồ ổng nói đó, cái con người cán bộ cách mạng cái đạo đức đầu tiên là phải thật thà và trung thực, là đó là một cái đạo đức đầu tiên của cái người cán bộ cách mạng. Mà nhất là thanh niên nó lại đòi hỏi phải có cái hai cái quan điểm này. Cho nên đề nghị với các đồng chí đó nên ráng cố gắng học tập và học tập theo cái tấm gương của Bác, giữ cái phong cách, cái đạo đức, cái tư tưởng của Bác để sau này trở thành một cán bộ lãnh đạo. Tôi nói ngay bây giờ đó, như vậy nãy giờ đồng chí Phong và đồng chí Ba Lan nói lý luận rồi, tôi bây giờ tôi không nói lý luận với các đồng chí nữa mà tôi nói thực thiệt. Tôi nói đó, một cái nhà giáo sư tiến sĩ của Viện Hàn Lâm Liên Xô mà lúc ông Liên Xô chưa sụp đổ đó, ông nói cái bài xã luận mà tôi lúc đó ở trong đồng tôi nghe tôi cũng không. Ông nói cái người cán bộ á mà muốn là lãnh đạo đó tài giỏi toàn diện có đạo đức thì phải biết nghe, lắng nghe ý kiến của những người tập thể xung quanh và ý kiến của dân, dầu ý kiến đó nó có trái với quan điểm của mình đó. Cái đó là cái đó. Cho nên tôi nhắn nhủ với các bạn thanh niên ở chỗ tình hình ngay bây giờ thì mình nên ráng là cố gắng học tập, trao dồi đạo đức, trao dồi kiến thức để sao trở thành một cán bộ tài giỏi, và phải cải tiến cái công tác tuyên truyền giáo dục để nắm được cái lực lượng thanh niên. Bởi vì sau này nếu tình hình mà đất nước có khó khăn thì thanh niên phải đứng mũi chịu sào à, cái đó là lẽ tất nhiên. Thì vậy tôi xin phát biểu một số ý hết. Xin cảm ơn cô từ những chia sẻ rất là chân thành, đúng không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị, suốt một chiều dài lịch sử quê hương An Giang của chúng ta nói chung và quê hương Chợ Mới nói riêng, rất là tự hào khi mà đảng ta đã gieo những hạt mầm cách mạng đầu tiên tại đây. Và chúng ta càng tự hào hơn khi những hạt mầm cách mạng này đã sớm đâm chồi xanh mượt ngay trên quê hương An Giang của chúng ta từ rất sớm. Và chính vì thế mà tuổi trẻ của Chợ Mới nói riêng và tuổi trẻ của An Giang thì luôn ra sức và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của mình trong tất cả các hoạt động phong trào mạng, để từ đó đóng góp công sức của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước ngày càng thêm giàu mạnh. Và một lần nữa xin cảm ơn cô Hương rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi. Thế thì bạn Hữu Phong thân mến, là một đảng viên trẻ tiêu biểu thì được sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng của Chợ Mới, bạn đã đặt ra cho mình những hành động và việc làm thiết thực gì để phát huy vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay,
và cũng như là góp phần để cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương Chợ Mới ngày càng giàu đẹp. Xin mời bạn chia sẻ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Trước hết cũng xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đại biểu, quý khách mời có mặt trong buổi diễn đàn tối ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho bản thân tôi được ngồi đây chia sẻ những suy nghĩ của mình, những suy nghĩ của thế hệ trẻ với trách nhiệm đối với quê hương Chợ Mới. Thì bản thân nghĩ rằng không chỉ riêng bản thân mà tất cả các bạn đoàn viên đang ngồi đây có lẽ là rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Chợ Mới, quê hương giàu truyền thống cách mạng. Thì từ đó bản thân nhận thức rằng trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm của tôi là phải tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương Chợ Mới. Chính vì lẽ đó, là một cán bộ đoàn, là một người đang công tác trong ngành giáo dục, thì bản thân lấy cái nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng. Bản thân thường xuyên lồng ghép việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các đoàn viên, các em đội viên nhi đồng tại cơ quan, tại chi đoàn, để từ đó định hướng cho các bạn đoàn viên, các em đội viên nhi đồng những việc làm, những hành động thiết thực để góp phần xây dựng quê hương Chợ Mới. Riêng bản thân tôi thì cũng tích cực tham gia nhiều cái phong trào của đoàn cấp trên tổ chức, của ngành tổ chức, như là hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng, rồi hành trình đến địa chỉ đỏ, để từ đó hiểu thêm về cái truyền thống, cái lịch sử cách mạng của quê hương Chợ Mới, để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ. Xin cảm ơn bạn Phong với những chia sẻ thể hiện ý chí và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị, đến đây thì xin được khép lại nội dung giao lưu với các diễn giả ngày hôm nay, và thay mặt cho tuổi trẻ của tỉnh An Giang nói chung cũng như là tuổi trẻ huyện Chợ Mới nói riêng, xin hứa sẽ khắc ghi những lời nhắn nhủ của hai cô Hương và cô Lan, cũng như là của đồng chí Nguyễn Thanh Phong. Và cùng với những chia sẻ của đảng viên trẻ tiêu biểu bạn Hữu Phong, đại diện cho tuổi trẻ huyện Chợ Mới ngày hôm nay có mặt trong diễn đàn ngày hôm nay, thì tuổi trẻ hôm nay xin hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của mình để tham gia. Đoàn Giang, bài hát được mang tên Một Thoáng An Giang, xin gửi đến toàn thể quý vị. Thank you.
đậm sâu thủy chung bằng bà Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Liên tục chương trình xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với bài hát được mang tên Đảng là cuộc sống của tôi qua phần biểu diễn của ca sĩ Đoàn Giang.
Xin được cảm ơn bạn Đoàn Giang rất nhiều. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, trong thời gian qua, Ban Thường vụ huyện Đoàn Chợ Mới luôn thực hiện tốt công tác chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ cũng như công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tại diễn đàn ngày hôm nay, Ban Thường vụ huyện Đoàn Chợ Mới sẽ trao danh sách 27 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Và ngay sau đây xin được mời đại diện của 6 cấp ủy bao gồm chi bộ phòng đăng ký đất đai, chi bộ đài truyền thanh, Đảng bộ trung tâm y tế, chi bộ viện kiểm sát, Đảng ủy công an huyện Chợ Mới, Đảng ủy xã Long Điền A, huyện Chợ Mới sẽ lên nhận danh sách. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Bích Liễu, Bí thư huyện Đoàn Chợ Mới sẽ lên trao danh sách 27 đoàn viên ưu tú. Xin được trân trọng kính mời ạ. Hát lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai, những tiếng cười em thơ vang trong ta niềm vui mới, những công trình đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay, sáng mai tâm hồn niềm tin. Trên mọi tuyến đường nhân nhanh từng bước chân bao khát khao tuổi xuân ước mơ đến với những cung đường thật xa dẫu biết trước khó khăn chờ ta hát lên nào bạn ơi. Đề nghị tất cả chúng ta dùng một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Bích Liễu, Bí thư huyện Đoàn Chợ Mới, và xin được cảm ơn đại diện của 6 cấp ủy ạ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những giây phút nhìn nhận những đóng góp và tuyên dương 13 đảng viên tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của huyện Chợ Mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ An Giang nói chung, tuổi trẻ Chợ Mới nói riêng, là niềm tin của Đảng, của nhân dân vào thế hệ tương lai của đất nước. Đồng thời, các bạn trẻ được tuyên dương ngày hôm nay sẽ có thêm động lực, có thêm sự cổ vũ để tiếp tục rèn luyện, lao động sáng tạo không ngừng. Và đặc biệt các bạn hãy chia sẻ những kinh nghiệm, bài học của mình để đạt được thành tựu như vậy, để ngày càng có nhiều thanh niên, thiếu niên khác học tập và noi theo. Và ngay sau đây xin được mời các cá nhân tiêu biểu được nêu tên chúng ta tiến lên phía trên sân khấu. Đầu tiên xin được mời đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Bí thư chi đoàn ấp Bình Quế, xã Bình Phước Xuân. Xin mời đồng chí Trương Hữu Phong, Bí thư chi đoàn trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Long Điền B. Xin mời đồng chí Võ Thị Bích Huyền, Phó Bí thư xã đoàn Long Giang. Xin mời đồng chí Bùi Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thị Hưởng. Xin được mời đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phó Bí thư đoàn thị trấn Chợ Mới. Xin được mời đồng chí Trần Phước Tánh, Phó Bí thư chi đoàn trường tiểu học An Thạnh Chung. Xin được mời đồng chí Nguyễn Trọng Toàn, Bí thư chi đoàn trung tâm y tế huyện Chợ Mới. Xin được mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Hằng, Phó Bí thư chi đoàn đài truyền thanh huyện Chợ Mới. Xin mời đồng chí Nguyễn Chí Cang, Phó Bí thư đoàn trường trung học phổ thông huyện Hữu Cảnh. Xin mời đồng chí Nguyễn Thành Nam, Bí thư chi đoàn quân sự ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới. Xin mời đồng chí Trương Thị Hồng Đào, Phó Bí thư xã đoàn Long Điền A, huyện Chợ Mới. Xin mời đồng chí Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Bí thư xã đoàn Hòa Bình. Xin được mời đồng chí Trần Thị Ngọc Hà, Ủy viên ban thường vụ đoàn trường trung học phổ thông Lương Văn Cù. Xin mời 13 cá nhân tiêu biểu vừa được nêu tên chúng ta sẽ tiến lên phía trên nè. Và xin được trân trọng kính mời lên phía trên đồng chí Lâm Thành Sĩ, Bí thư tỉnh đoàn An Giang. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Như Anh, Phó Bí thư huyện ủy Chợ Mới sẽ lên trao giấy khen và vòng hoa cho các cá nhân tiêu biểu. Trân trọng kính mời. Hát lên nào khúc ca từ trái tim vì ngày mai.
Đề nghị tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các cá nhân tiêu biểu. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lâm Thành Sĩ và đồng chí Nguyễn Như Anh. Một lần nữa xin được chúc mừng các cá nhân rất nhiều. Và liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với một tiết mục văn nghệ được mang tên Ngợi ca quê hương em qua phần thể hiện của bạn Thanh Tuấn. Giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười.
dâng hiến cho hai xin được cảm ơn bạn Thanh Tuấn rất là nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, liên tục chương trình xin mời toàn thể quý vị cùng đến với tiết mục múa dân vũ An Giang quê mình sẽ do các thành viên trong câu lạc bộ dân vũ huyện Chợ Mới biểu diễn ạ. Xin được cảm ơn các thành viên trong câu lạc bộ dân vũ huyện Chợ Mới
vừa gửi đến chúng ta bài múa dân vũ được mang tên An Giang quê mình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, để thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc, tri ân công lao của những người có công với quê hương đất nước. Trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức cũng có các phần quà dành tặng cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Chợ Mới. Và ngay sau đây xin được mời đại diện các gia đình chính sách được nêu tên tiến lên phía trên sân khấu để nhận quà từ phía ban tổ chức của chương trình. Xin được mời lên phía trên đại diện gia đình Phan Văn Lội, xã Long Điền A. Xin mời đại diện gia đình Nguyễn Thị Hồng, Long Điền A. Xin mời đại diện gia đình Phạm Trung Hiếu, Long Điền A. Xin mời đại diện gia đình Bùi Xuân Huy, Long Điền A. Xin mời đại diện gia đình Ngô Văn Thơm, Long Điền A. Đại diện gia đình Nguyễn Xuân Trường, Long Điền A. Đại diện gia đình Nguyễn Văn Khôi, Long Điền A. Xin mời đại diện gia đình Nguyễn Trọng Tâm, Long Điền A. Xin mời đại diện gia đình Nguyễn Văn Tòng, Long Điền A. Và xin mời đại diện gia đình Nguyễn Hữu Phương, xã Long Điền A. Xin mời đại diện của các gia đình vừa được nêu tên, chúng ta tiến lên phía trên để nhận quà từ phía ban tổ chức. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời lên phía trên đồng chí Lâm Thành Sĩ, Bí thư tỉnh đoàn An Giang sẽ lên trao quà cho các gia đình chính sách. Trân trọng kính mời đồng chí. Tất cả chúng ta một lần nữa dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các gia đình ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lâm Thành Sĩ, cảm ơn đại diện của các gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, phát huy vai trò của tổ chức đoàn hỗ trợ giúp đỡ thanh thiếu niên yếu thế bằng các giải pháp cụ thể với nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả. Thông qua các hoạt động của tổ chức đoàn tuyên truyền, kêu gọi toàn xã hội quan tâm đến công tác hỗ trợ giúp đỡ thanh niên yếu thế tại địa bàn dân cư. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần trao tặng 20 phần quà cho 20 thanh niên yếu thế trên địa bàn huyện. Và ngay sau đây xin mời các thanh niên có tên, chúng ta sẽ tiến lên phía trên sân khấu để nhận các phần quà từ phía ban tổ chức. Đầu tiên xin mời bạn Võ Minh Hải, ấp Tấn Hưng, xã Tấn Mỹ. Xin mời bạn Phạm Văn Khánh, Bình Phước Xuân. Xin mời Phùng Hoàng Tuấn, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An. Xin mời Nguyễn Phạm Trúc Sinh, ấp Mỹ Đức, Mỹ Hội Đông. Xin mời Nguyễn Văn Khích, ấp Long Phú 2, xã Long Điền B. Xin mời Nguyễn Thị Kim Quý, ấp Long Định, xã Long Điền A. Xin mời Nguyễn Văn Khá, ấp Long Hòa 1, xã Long Điền A. Xin mời Nguyễn Thế Phước, ấp Long Bình, xã Long Điền A. Xin mời Nguyễn Văn Việt, ấp Long Bình, xã Long Điền A. Và xin mời Tô Văn Lâm, ấp Long Bình, xã Long Điền A. Và xin được trân trọng kính mời lên phía trên đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Đức Thụy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới sẽ cùng nhau lên trao quà cho các thanh niên. Trân trọng kính mời hai đồng chí ạ.
trời tung bay, con sức tô đẹp tương lai, đôi đất trời vòng tay thân ai. Đề nghị tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các bạn thanh niên ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Phong và đồng chí Lê Đức Thụy. Và tiếp theo xin mời các bạn thanh niên có tên, chúng ta sẽ tiến lên phía trên để nhận các phần quà từ phía ban tổ chức. Xin mời Nguyễn Văn Dư, ấp Thị Hai, thị trấn Chợ Mới. Xin mời Đoàn Việt Tồn, chi hội trưởng ấp Mỹ Bình, xã Nhân Mỹ. Xin mời Đặng Thiên Trân, đoàn viên ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông. Xin mời Đỗ Trương Hoài Nam, ấp An Bình, xã Hòa Bình. Xin mời Nguyễn Thành Hiếu, ấp An Khánh, An Thành Trung. Xin mời Nguyễn Thanh Phong, ấp Trung, Mỹ Hiệp. Xin mời Nguyễn Thị Trúc Phương, ấp Bình Quế, xã Hòa An. Xin mời Trần Văn Trọng, ấp Long Thạnh 1, xã Long Giang. Xin mời Lê Vương Khánh, đoàn viên chi đoàn ấp An Thuận, xã Hội An. Và xin mời Trương Thanh Toàn, đoàn viên ấp Kiến Hưng 2, xã Kiến Thành. Xin được trân trọng kính mời lên phía trên đồng chí Thái Thúy Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hồng Viễn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới sẽ lên trao các phần quà cho các bạn thanh niên. Trân trọng kính mời hai đồng chí ạ. Một lần nữa đề nghị tất cả chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho các bạn thanh niên ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Thái Thúy Xuân và đồng chí Nguyễn Hồng Viễn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình diễn đàn tuổi trẻ An Giang sắc son niềm tin với Đảng năm 2020 đến đây được kết thúc. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu đã dành thời gian đến tham dự. Xin được cảm ơn các đồng chí phóng viên báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương đã dành thời gian đến dự và đưa tin. Xin cảm ơn sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị, các bạn đoàn viên thanh niên và các em học sinh từ các đơn vị góp phần cho sự thành công của chương trình tối ngày hôm nay. Trước thềm năm mới, ban tổ chức xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào. We'll be right back.
trong tim và hãy luôn vững niềm tin cuộc sống, luôn theo bước đường trong đi cùng cách mong cháy mình mong cho Việt Nam mãi mãi dựng vững. Hãy yêu đất mẹ Việt Nam ta bằng cánh tay sức mạnh như thánh gió, có dòng đất của che xanh có một lá cờ đỏ thắm tung bay trước biển đảo mãi mãi rạng ngời. Đi ta đi lên tuổi trẻ dâng hiến non sông, làm chủ tương lai vững bước thời đại, băng qua gian khó cách đoàn vượt lên muôn lòng. Tuổi trẻ Việt Nam mãi theo đảng đi tiên phong, vui tay trong tay cờ đoàn phơi phới tung bay, đường dài lập công có bao dân đường, bao chi thức quyết vì non sông hùng cường, ngọn cờ vinh quang đi tương mãi sáng trong tim và hãy luôn